Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giày nam.com sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu giày lười cao cấp mang mã số DL0152011 của dòng thương hiệu Sohoto. Các bạn có thể nhìn thấy tầm quan sản phẩm trên tay tôi. Và hãy cùng giày nam.com đi vào từng chi tiết của sản phẩm để chúng ta tận mắt tận tay trải nghiệm sản phẩm DL0152011 này. Và sản phẩm được sử dụng bằng 100% da bò các bạn, được dập theo vân giả vân rắn, các bạn có thể nhìn thấy đây, tạo độ cách điệu cũng như là độc đáo cho đôi giày này, rất là sang trọng đúng không ạ? Và những đường chỉ khâu chạy viền nổi xung quanh đôi giày tạo độ khỏe khoắn cho đôi giày DL0152011 này. Được sử dụng bằng da bò loại 1, vì thế dòng sản phẩm rất là mềm mại, các bạn có thể trải nghiệm khi mua sản phẩm này tại giày nam.com, rất là êm ái. Lớp lót bên trong thì được sử dụng bằng da bụng và nỉ cao cấp, đem lại độ thoáng mát cũng như thấm hút mồ hôi rất là cao. Đế giày được làm từ cao su đúc cùng với viền gỗ, đem lại sự nhẹ nhàng sang trọng cho đôi giày, các họa tiết chống trơn trượt, giúp các bạn di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình, chống ma sát rất là cao. Hãy truy cập trang web www.giaynam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912698523 để hiểu thêm về sản phẩm. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.